Trực tiếp U23 Việt Nam với U18 Việt Nam, 18 giờ ngày 10 tháng 7. Bài test quan trọng, những diễn biến trực tiếp của trận đấu tập giữa U23 Việt Nam và U18 Việt Nam sẽ được cập nhật đầy đủ. Đây là trận đấu quan trọng để kiểm tra phong độ của các cầu thủ. Nhận định, chiều nay mùng 10 tháng 7, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có một trận đấu tập với U18 Việt Nam. Dù đối thủ chỉ là lứa cầu thủ đàn em nhưng đây vẫn được coi là một bài kiểm tra quan trọng, giúp các cầu thủ đa phần là những gương mặt mới gây được ấn tượng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park có cơ hội để đối đầu với một chiến lược gia người Việt Nam. Trận đấu tập này cũng có ý nghĩa với U18 Việt Nam khi thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chuẩn bị bước vào giải U18 Đông Nam Á. Giải đấu này sẽ được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương từ ngày 5 tháng 8 đến 18 tháng 8 tới. U18 Việt Nam sẽ có lợi thế sân nhà nhưng cũng nằm trong bảng đấu rất khó khăn với các đối thủ U18 Thái Lan và U18 Australia và U18 Malaysia.